tùm lum bên vậy? Anh dở gì để tùm lum hết trơn vậy? Dọn dùm luôn đi. Phải dẹp xong nha. Phải làm nữa đó. Mẹ làm nữa hả? Sao không biết? Cảm ơn. Cái máy nó chút xíu này ra. Thì bây giờ mình giấu cái này lên đi. Hả? Giấu luôn. Nhưng mà lỡ hồi mẹ la ba nữa thì sao? Con có chịu trách nhiệm không? Mình nhớ mình rồi đi. Ôi, con nít không có được nói xạo. Thường thì Thư cũng mỗi lần mà cát nó bên ba thì mình cũng hay thể hiện là giận dỗi cát, hay là cũng nói những cái câu như là sao con cứ bên ba con không bên mẹ. Đặc biệt của cát này. Mẹ có la ba nữa. Thì nếu như ba ngoan thì mẹ không la nữa, còn ba hư là mẹ phải la. Có ngoan chưa con? Hồi sáng ai bỏ vớ tùm lum? Vậy là ngoan hay hư? Vớ của mẹ mà mẹ nói là của ba. Vớ của ba mà. Ba nói của mẹ hả? Ba nói của mẹ hả? Con nói hả? Không, ba nói vớ của con. Vậy là ba hư hay ngoan? Tại sao vớ của ba mà ba đi đổ thừa của người khác? Ba đổ thừa vớ của con. Không phải đâu, tại vì mình ngủ hai chiếc vớ nó đi chơi xong nó bị tạt đường á, không có chung với nhau. Vớ được. Có biết đi không con? Vậy là ba nói dốc đúng không? Con coi phim màn hình con thấy đồ chơi đó, buổi tối dậy đồ chơi đi chơi đó. Mẹ nói đồ chơi đó, ở trong trường con coi bộ phim gì mấy đồ chơi quái vật á, nó đi mà con sợ quá, con run luôn, con chui ra cái rừng hải lao mà lúc những cái lời nói nó không có hợp lý lắm và làm cho mình cảm thấy mình mắc cười và mình rất là ngạc nhiên, không biết là ở đâu ra có được những cái câu chuyện và lời nói đó. Mẹ đi công việc của mẹ để là trễ giờ nha. Bye bye. Đây, đây bà chờ cái anh hả? Mẹ đi nha. Bye bye, bye. Xong rồi, ai là người rửa đĩa đây? Con cũng có ăn mà. Thôi giờ mình tù xì, ai thua thì nó rửa ha. Nè, nếu mà cát thua cát phải rửa đàng hoàng nha. Nếu ai thắng thì không rửa. Nếu ai thua thì nó rửa nha. Mấy lần? Một lần một thôi. Rồi. Một, hai. Hai, ba. Trời ơi, sao cát giỏi quá vậy?
Con đánh cho mẹ nha. Sao vậy? Con muốn làm đâu? Con nhìn mẹ làm mày kìa, con biết làm mày mà. Cho con vẽ ba đi. Thôi con vẽ con chứ con đẹp, ba mới cho con vẽ ba. Thôi chứ được con vẽ ba. Dạ, quay mặt bên kia con làm. Con có make up cho con bao giờ chưa? Chưa luôn. Trời ơi. Vậy là ba gan lắm á hả? Bà dám trao cái mặt lại cho cá luôn vậy hả? Con chét mặt giống như con chét xi măng quá vậy hả? Trời ơi, hết mẹ luôn á. Dính dính. Trời. 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 Mà cái son này phải đánh đẹp nha, chứ con mắt này đánh thấy ghê lắm rồi đó. Con mắt này giống như đi biểu diễn cái gì vậy? Biểu diễn ma quá vậy. Quá cái hơi quá rồi, chết rồi. Chuyến đi về hư đồ mẹ la chết rồi cả ơi. Bậy vậy đó, cái môi đâu mà bự dữ vậy. Hồi hộp quá. Từ nhỏ lắm, từ lúc các khoảng 2 tuổi, vô tình một buổi sáng Khánh ngủ dậy thì đã thấy Cát ngồi trên cái ghế ngay cửa sổ và cầm cái gương và cái son và vẽ cái môi mình rất là nhiệt tình, và cái môi nó rất đậm và màu rất là nhiều, và Khánh rất là ngạc nhiên. Thật sự thì Thư chỉ thấy mắc cười thôi, do là cũng đã chứng kiến nhiều lần rồi, hai cha con rất là thường xuyên làm việc đó. Dễ giống luôn hả? Dễ xấu luôn hả? Đau chân coi coi đi. Đau à? Rát rồi. Trời ơi, mắc kỳ vậy? Lỡ vẽ luôn bên kia đi. Sợ quá. Trời ơi, bây giờ mà có ai mà tới gặp mình chắc người ta xỉu chắc ha. Ha. Cái gì nè. Sao mẹ không vẽ nơi đây cho con? Một cái nơi nhỏ thôi ha.